Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tây Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha, Thành Phố Rồng. Ở đây thì mình đã có một cái bé yêu mới các bạn à. Con này thuộc dòng Legend và chắc hẳn anh em đều biết cái bé yêu này đã lấy được ở đâu rồi ha. Chỗ này thì mình sẽ thả bé yêu này ra cái chỗ ấp trứng nha mọi người. Đây, cái chỗ môi trường sống chứ, ý nhầm. Rồi, em này thuộc dòng là Legend ha. Chúng ta tốn tổng khoảng là 1.600 điểm để có thể đưa cái bé yêu này về. Ui, con này thì hơi bị dễ thương mà nó có tới hai cái skin lần các bạn ơi. Wow, gọi là nhà phát hành hơi rồi ưu ái bé ấy hen. Mới có dòng Legend thôi nhưng mà được tặng tới hai cái skin khá là đẹp và xịn sò luôn. Rồi, anh em mình cho con này lên level vừa vừa thôi ha. Level cao quá thì anh Tài cũng khô máu rồi. 25. Và các bạn ơi, anh Tài thì có nhận bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha, để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng ha. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng thì có thể liên hệ với mình. Và mình cũng nhận mở những cái gói VIP trong game nha mọi người. Đây, những cái gói VIP trong game thì anh Tài sẽ mở và lấy cái giá trong game nha. Và thêm một ít phí nữa ha mọi người. Đó, mình mở thì mình không có mở giá rẻ, cho nên các bạn có việc yên tâm, không phải lo bị ban nick hay là bị khóa ạc ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ... Wow, ở đây được thêm Orbit của Joker nè. Đó, ngon lành nha. Và mình cũng có những cái nick game. Anh em nào đang cần những cái nick game để chơi thì các bạn có thể liên hệ với mình ha. Mình có thể bán lại cho mọi người để các bạn có những cái nick xịn sò để chơi cho vui hen. Bây giờ thì chúng ta... Wow, mình đã nhận được là 150 rồi ha. Cái mốc này là mình làm rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cố gắng lên tới cái mốc ở trên đây là 200 nha mọi người. 200 thì anh em mình sẽ nhận thêm được là 200 mảnh của cái bé này hen. Nhiệm vụ thì cũng khá là đơn giản thôi anh em mình. Wow, cho cái con hệ đất với hệ nước nó yêu nhau một lần nữa là mình được 100 điểm. Hệ đất với hệ nước. Đây, mình cũng đang cho hai con này nó yêu nhau nè mọi người. Đó, tầm khoảng 9 tiếng là xong hả. Ok ha, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là cái khu vực ngày hôm nay để mình coi coi nhiệm vụ của anh em mình nó được tới đâu rồi. Wow, thu hoạch gone. Rồi xong, cái này là thu hoạch thức ăn. Ở đây thì chúng ta sẽ là nhiệm vụ thả trứng rồng ra chỗ, ra môi trường sống ha. Ở đây thì mình sẽ thả luôn cái bé này. Đây, em này thuộc dùng cấp C ha. Rồi thả xong thì chắc có lẽ là mình tiễn nó đi luôn. Rồi thả thêm một con nữa. Con này thì R. Đó, các bạn thấy cái hình gọi là cái quả trứng nhỏ nhỏ xanh xanh nó hiện lên không? Vậy là xong nhiệm vụ đấy. Nhưng mà ở đây thì nó kêu mình làm tới... Ui chà, mình mới được có 2 trên 4 thôi. Còn chỗ này thì chúng ta sẽ làm thu hoạch thức ăn. Thu hoạch thức ăn thì ok. 1, 2, 3, 4. Ôi, đủ rồi nè mọi người. Rồi, vậy là xong nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau review nhẹ về cái thành viên khá là đặc biệt các bạn. Thành viên này thì thuộc dòng Legend và mình mới mở ra. Đâu rồi? Đi tìm bé yêu coi. Em này thì mới có level 2 mấy thôi nhưng mà mình thấy nó có hai cái skin. Mỗi cái skin trị giá đó là 200 viên game các bạn à. Skin bây giờ là đè đem bán rồi. Mà bán thì cái giá nó cũng không có rẻ tí nào hen. Wow, mới vô chưa kịp chào hỏi tiếng nào là hơn nửa cây máu chào mình ra đi. Ui. Và đây là nhân vật Heroic mới nha mọi người. Con này là hiện tại là mới nhất hiện nay và có skin luôn nha. Anh Tê thì cũng mê mấy cái skin lắm, nhìn nó rất là đẹp. Rồi, ở đây thì anh em mình có là lượm luôn đi ha. Con này chắc bé này thì để mình xem chiêu thử coi hiệu ứng chiêu ha. Thì chiêu đặc biệt Happy. Wow, lao thẳng đến và cầm chiếc đũa của bé ấy và gõ liên hoàn vào đối thủ. Rồi. Cho anh em mình xem hiệu ứng thôi chứ thực tại là mấy cái con này nó mới ra cho nên quýnh nó là cái lượng đam nó không có cao á các bạn. Đưa ra solo là hơi bị đuối luôn á. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ khều nhẹ với tuyệt chiêu là... Đây, hỗn loạn nha. Rồi, Heroic đó anh em mình. Lao thẳng đến, liên hoàn đóng các bạn à. Victory, sương sương là một hiệp nha. Tiếp theo thì sẽ đến với một cái bạn tiếp theo là 41. Đây, anh em nào mà xem video chưa có like thì đừng quên like hết cái nha. Và nhớ... đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái tập mới đến từ kênh của mình nha. Ở đây thì anh em mình sẽ chơi với khả năng quýnh lan đi mọi người. Wow, ui, lỡ tay xói sổ luôn Macaron Gold rồi.
Ôi, Heroic này nó mạnh quá các bạn ơi. Ca này thì anh em mình hơi khoai một tí ha. À đúng rồi, mình lụm nhẹ thêm một cái nữa đi, cho giảm bớt cái lượng xét, cái lượng máu đi. Giảm bớt cái lượng máu của tem bạn lại. Rồi sau đó thì anh em mình sẽ đến với là... Đây, con này coi nó cưa nổi không nha, tuyệt chiêu hoa. Đây, cầm chiếc đũa nhỏ nhỏ và gõ thôi. Ok lắm, bây giờ thì... Đây, sức sát thương khá là căng rồi, anh em mình lên được 37 và hiện tại là... À, cái này của mình đang là răng bạc nha, bạc 1 nha mọi người. Rồi, bế nhẹ tên bạn luôn nè. Victory. Đây, tiếp theo thì sẽ đến với một các bạn level là tầm khoảng 41 ha. Wow, chào hỏi nhiệt tình nè. À, em này thì 25. Ui, tên bạn vàng rồng này level. Ui, anh em mình cân cái này là sạch sẽ luôn nè. Cho cái con mới ra coi. Lần này anh em mình xài thử tuyệt chiêu băng coi nó như thế nào nha. 6662. Ui. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với nhân vật cuối cùng của tên bạn level là 25 với lượng sát thương nhân 2. Wow, victory. Rồi, ở đây thì anh em mình đi thu ít vàng bỏ túi luôn nha mọi người. Và tem thì anh em tem chú ý nha, cố gắng làm nhiệm vụ nha mọi người. Lần này anh em mình nhận lên được tới là 100 lẻ mấy viên game lận đó. Anh em không có làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ không có đủ đủ điểm để nhận game ha. Đây là được 40, wow. Đây là được level 5 mà được 32 mà tới 70 mấy điểm. Ui, còn có mười mấy tiếng nữa là hết rồi, anh em trong tem cố gắng nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào khu vực arena và cố gắng cày cuốc thôi các bạn ơi. Chỗ này hơi khoai một tí ha. À, anh em mình bây giờ lượng thức ăn của mình nó còn nhiều không nhờ. U cho ăn cái là nó hết sạch luôn vậy đó hả. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đi khều nhẹ tem bạn nha. Let's go. Wow, anh em mình bị giảm đam với cái chiêu này. Con này máu nó thì nó cũng khá là trâu, 90.000 lần. Thử cái nè, 27. Wow, nó vả mình một cái muốn hết cây luôn các bạn ơi. Tình hình này không ổn rồi. Đây đây đây, từ từ, cứ từ từ mà thông thả thôi. Một em. Rồi, em này thì mình đang có sát thương nhân 2 luôn. Wow, nhân vật chùm cuối. Oh my god, nó vả mình đi du lịch luôn các bạn à. Rồi, con này thì anh em mình cần nó quýnh mình ngẫm củ tỏi các bạn. Để mình hồi sinh lại cái bé 40, chứ nếu như không á thì bé này của mình nó ngẫm là coi như là xác định luôn á. Là anh em mình sẽ phải mất hết một bé rồng. Wow, lượng máu anh em mình cũng lên được tới 78 ha. Đây, chỗ này. Ui, ca này hơi khoai nha, tên bạn 2 sao. Chiến luôn. Anh em mình thì có được cái con Heroic VIP, cho nên nó là đường nào thì chúng ta cũng sẽ có được thêm một lần hồi sinh nữa các bạn. Cho nên nó là chơi khô máu được ha. Wow, mạnh mẽ dữ. Bây giờ là với khả năng đánh lan thì máu mình sẽ bị tuột khá là nhiều, nhưng mà mình quýnh được 3 con lận. Ok, ngẫm củ tỏi, hồi sinh lại một em. Và lần này chắc có lẽ là phải cho Heroic ra thôi. Hai con bên trong để coi coi nó mạnh mẽ như thế nào đây. Ui, nó 2 sao lận à. Ôi, kèo này cũng bộ cũng hơi gắt à. 25, 34. Ây, ca này nó cũng khoai thiệt các bạn ơi, không đùa được rồi. Tuyệt chiêu đam mạnh mẽ nhất của anh em mình sẽ là tuyệt chiêu mặt trăng. Ây, 20.000, rồi. Ui, thiệt tình trận này quýnh cũng hơi run mọi người à. Victory, vậy là anh em mình qua được một cửa nữa rồi ha. Ôi, phải nói rằng trong khu này quýnh hơi căng á mọi người. 35, ok, 35 thì được. Anh em mình 40, mặc dù tên bạn 1 sao thì anh em mình cũng gồng được ha.
Rồi, đang có sát thương nhân 2 đến từ nhân vật Henrik mới của mình luôn. Kèo này ổn đây. Wow, nó cũng đau gì mà gắt dữ vậy. Trời ơi, hơi căng đấy. 30 mấy ngàn. Mình vả một cái 30 mấy ngàn, nó quýnh mình một cái 50 mấy ngàn các bạn. Ui, sát thương cái này hơi ảo nha. Ồ, sao mà đam. À, nó một sao với lại là nó đang mát răng tím các bạn ơi. Anh em mình đang thua nó cái răng rồi. 24 ngàn hả? Trời ơi, mạnh dữ. Quýnh lan luôn. Ê, cha cha. Tình hình này có bộ hơi khoai. Rồi, anh em mình khử nhẹ trước một em này nha. Còn hai con bên trong. Wow. Rồi, kèo này hơi gắt một tí. Anh em mình chuyển sang. Ui, biết gì coi con này ra trước rồi. Ôi, ổn các bạn à. Con này Heroic nhưng mà nó mới có làm răng vàng một thôi. Rồi, cho nên anh em mình vẫn ổn. Trời ơi, máu mình mà các bạn thấy nó trắng xác hết trơn là nè, âu lo lắm luôn đấy. Rất là dễ bị đi du lịch xa bờ các bạn. Wow, 45. Ôi, kèo này có bộ hơi căng rồi. Wow, vẫn hơi căng rồi. Đến bạn thuộc dòng Legend. Ui, rồi, solo với cô bé này luôn. Trải nghiệm nhẹ coi. Gone. Ây, mới vô chơi khả năng quýnh lan rồi. Bé này là Macaron Gold nha mọi người. Các bạn chỉ cần tốn 100 mảnh là anh em mình đã summon được cái bé này rồi nha. Ôi, mém đi du lịch. Đây. Lần này thì anh em mình sẽ khử nhẹ luôn bé Macaron Gold. Tiếp theo thì sẽ đến với con nào đây? Nữ hoàng Macaron. Ôi cha, khả năng giật đam hơi căng. À, mình đang có sát thương nhân 2 sẵn rồi, mình lụm nó luôn. Ây cha cha. Con này 45 một sao, chắc nó chịu được đòn của mình. Wow. Căng thế nhờ. Rồi, hồi sinh lại được bé Heroic và lượng máu anh em mình lên được tới tầm khoảng 63. Ôi, ổn áp các bạn à. Victory. Ui cha. Anh em mình còn hai hiệp nữa nha. Quýnh trên đây thiệt tình là. Ôi, gặp Kama luôn hả? Gặp mấy con Kama này thiệt tình khoai kinh khủng quá mọi người. Ôi, nó còn 45 mà học sao. Kèo này thiệt tình là quýnh không lại đâu. Kèo này anh em mình thấy nó khó kinh khủng ấy. À, chúng ta chạy ra thu hoạch nhẹ cái đi ha. Rồi, sau đó thì chúng ta vào thử rồi. Wow, 45. K này nó cũng hơi căng rồi các bạn à. Chắc có lẽ là mình đổi tiếp đi. Wow, K này thì hơi căng ha. Chắc có lẽ đổi nữa các bạn ơi. Anh em mình tốn một viên game ha. Ui, cái này thì được hơn nè. Chứ nhìn cái kia là mình thấy hơi quải rồi. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là tuyệt chiêu đặc biệt. Đây, sát thương nhân 2 là ổn áp nha. Rồi, tầm này thì chúng ta sẽ khử nhẹ một cái em. À, cho em này ăn đi. Dù sao con này nó cũng mới có, nó chưa có lên được răng tím luôn. Hiện tại đang là vàng 3 thôi. À, ui, anh em mình đang có sát thương nhân 2. Lắm. Chưa đủ đam. Rồi, bây giờ thì sao đây? Kèo này. À, lụm được con này đi. Wow, ngụm củ tỏi. Ây cha cha. Mình phải hy sinh. Mình phải hy sinh để mình hồi sinh lại cái con bên kia mới được. Đó. Rồi, ổn áp các bạn à. Tính toán quá hợp lý. Đây, victory ha, 40. Wow. Rồi, vô kèo luôn. À, phá xuyên
cái giáp này thì đầu tiên là phải phá giáp trước. Rồi. Ui, tên bạn có full dot luôn các bạn ơi, level là 40 ha. Rồi, cố lên coi nào. Wow, con vô đọt này ra là thấy căng rồi. Thuộc dòng là Heroic VIP các bạn à. Lượng máu là 65 đúng không? Nó có khả năng hút máu nữa, cho nên quýnh với mấy cái con mà hút máu khá là khó chịu ấy. Ôi, ngon lành. Ây, bé này được đam với mình nữa à. 31, rồi một hit nữa thôi là qua cửa nè. Victory. Ôi, ổn các bạn ơi, vậy là anh em mình chiến thắng được toàn tập ha. Ây cha cha. Rồi, anh em đâu, mình hiện tại mình đang được là 3.000 điểm rồi các bạn ơi, cố lên nha. Còn là mười mấy tiếng nữa, cho nên em cố gắng ha. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.